Cảm ơn Chúa trước tiên là Chúa cho tôi được cùng học Kinh Thánh với quý ông bà anh chị em tối hôm nay. Tôi xin thân ái kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa và xin Chúa chúc phước trên toàn thể tất cả quý vị chính mình tôi mỗi ngày được Chúa sẽ ban phước, ơn càng thêm ơn, sức càng thêm sức để hầu việc Chúa và ca ngợi danh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng ta học lời Chúa trong buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh là Thần Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta vào trong lời của Ngài là lẽ thật Kinh Thánh. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời, Cha yêu quý của chúng con. Chúng con dâng lời vui mừng tạ ơn Cha vì tình yêu thương vô biên của Ngài. Ngài đã ban Chúa Giêsu đã giáng sinh để chịu chết, để chuộc tội cho chúng con. Và Ngài cũng đã lấy huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tội của chúng con để chúng con trở nên con cái của Chúa, trở nên hội thánh của Chúa, là cô dâu của Đấng Christ để chờ đợi sự hiện ra của Chúa trong tương lai. Chúng con cảm ơn Chúa Thánh vô cùng và xin Thánh Linh của Chúa là Thần của Đức Chúa Trời giờ đây hiện diện với chúng con, cai trị dạy dỗ chúng con lời của Chúa. Ngài là Thần lẽ thật, Thần của sự hiểu biết khôn ngoan thông sáng, Thần mưu tâm mình xuất, chỉ biết kính sợ Đức Giê-hô-va. Xin đầy dạy chúng con và ở cùng với chính mình con trong sự hướng dẫn học lời của Ngài, chia sẻ lại những ơn phước của Ngài qua lời của Chúa. Xin Ngài cũng ở cùng trên ông bà chị em con, những người nghe được phước của Chúa, chính con cũng được phước của Ngài. Cảm tạ Chúa. Xin lấy huyết của Chúa bôi xóa tội và cất đi những điều ngăn trở cho để cho chúng con được tự do phục sự Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần trước chúng ta đã học bài học của chúng ta ở trong Nhã ca. Chúng ta đã học những cái phần kinh thánh mà chúng ta đã học ở trong đoạn 4. Ở trong đoạn 4 thì chúng ta đã có những cái phần học. Thứ nhất là nói về vẻ đẹp của hội thánh là từ đoạn 4 từ câu 1 đến câu 7 và từ câu 8 cho đến câu 11 là nói về tình yêu của Đức Chúa Jesus đối với hội thánh. Và hôm nay thì chúng ta học tiếp cái phần còn lại là từ câu 12 cho đến câu 16, đúng ra đến câu 5 là đoạn 5 câu 1 nữa. Có thể là nếu chúng ta có thời gian học hết, còn không thì chừa lại câu 16 và câu 1 của đoạn 5 cho tuần sau. Thì ở đây chúng ta học phần này nói về về hội thánh là cô dâu của cô dâu tinh khiết của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về lời dạy của Chúa trong buổi tối hôm nay ở trong phân đoạn này. Kính thưa quý em bạn chị em, sau khi Salomon kết hôn cùng người nữ Salomit, trong cái đoạn 3 đã kể về cái sự thành hôn của họ long trọng vinh hiển, thì họ có cái sự sống chung với nhau và họ có những cái ngày vui hạnh phúc bên nhau. Thì ông vua Salomon đã mô tả những cái vẻ đẹp của người vợ của mình, và cái sự đẹp đẽ đó cũng giống như hình ảnh của hội thánh có những cái sự đẹp đẽ ở trong đời sống nhờ Chúa Giêsu cứu chuộc mỗi đời sống chúng ta và rửa sạch tội chúng ta trong huyết của Ngài, để rồi làm chúng ta nên thánh, chúng ta trở thành đẹp đẽ từ bên trong tấm lòng có Chúa, cho đến cách nói là có môi miệng của chúng ta, và cho đến cách đi đứng làm việc của chúng ta và cách suy nghĩ của chúng ta, tất cả những cái điều mà Chúa đã thay đổi toàn diện con người chúng ta từ bên trong cho đến bên ngoài để làm vinh hiển danh của Chúa và để có một đời sống phước hạnh. Bởi vì Chúa của chúng ta đã đấng đã yêu thương chúng ta, hy sinh phó mạng sống của Ngài để cứu chúng ta. Cho nên trong Ê-phê-sô đoạn 5 đã nói rằng đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ý muốn Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta trở thành con của Chúa là để chúng ta sống thánh sạch giống như Ngài, để chúng ta được hưởng nước thiên đàng và sống với Chúa mãi mãi.
chúng ta được vinh hiển ở trong thiên đàng với Chúa. Đó là ý muốn của Ngài, Ngài ban cái đặc ân đó cho chúng ta. Và trong khi địa vị chúng ta làm con của Chúa, chúng ta là hiệp lại để thờ của Chúa, có một cái hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ là đầu, là chồng của hội thánh, có nghĩa là chủ, là Chúa để là đấng cai trị hội thánh. Và hội thánh giống như một cô dâu mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta có một cái sự cứu chuộc qua Chúa Giêsu, và để chờ đợi cho cái sự gặp gỡ Chúa Giêsu tái lâm sẽ cùng dự tiệc cưới viên con, thì cô dâu của Đức Chúa Trời, cô dâu của Đấng Christ này phải sửa soạn một đời sống như thế nào để mà xứng đáng để bước vào vương quốc của Chúa trong tương lai. Thưa hội thánh, chúng ta thấy rằng ở trên thế giới ngày nay có những cái sự xảy ra về chiến tranh, dịch lệ đói kém và tật bệnh lan tràn khắp thế giới. Đó là những điều báo động Chúa Giêsu sắp tái lâm. Cái sự mà Chúa đến nó rất là gần, nó không phải xa. Nhiều người họ cứ nói rằng Chúa nói đến hoài mà không thấy Chúa đến. Không phải Chúa không đến hay là Chúa chậm trễ, nhưng mà vì Ngài không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người ăn năn. Và Ngài muốn cho hội thánh có thời gian để chuẩn bị đời sống của mình một cách thánh sạch, cách xứng đáng để rồi gặp Chúa mà không bị bỏ lại dưới trần gian này, không bị ở trong cái sự đau khổ của sự hình phạt. Cho nên có mục tiêu mà Chúa cứu chúng ta, thì Ngài cũng dạy cho chúng ta cái câu gốc mà chúng ta nhớ tối hôm nay, đó là ở trong suy ra nhất đoạn 1 câu 15 và câu 16. Tôi xin phép đọc ở đây, nếu chúng ta có kinh thánh chúng ta dỡ ra, chúng ta cũng theo dõi để hiểu được ý muốn của Ngài đối với chúng ta như thế nào. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chết rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Bây giờ tôi đọc lại. Phi ra nhất đoạn 1 câu 15 đến câu 16. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Cảm ơn Chúa. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với tất cả mỗi con cái của Chúa trên đất này. Phải thánh, bởi vì Chúa là đứng đấng chí thánh. Và tước thiên đàng chỉ Chúa chỉ cho phép những người thánh sạch ở tại đó, và những người ô uế đều ở ngoài thành. Cho nên chúng ta được thánh là nhờ huyết Chúa Giêsu rửa sạch tội chúng ta trở nên thánh. Vậy khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, thì huyết Đức Chúa Giêsu biết con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta, và chúng ta được trở thành thánh, được xưng nghĩa, được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Cha qua sự xưng nghĩa là Chúa Giêsu xưng nghĩa cho chúng ta. Lý huyết của Ngài bôi xóa tội chúng ta và cho chúng ta được mặc cái chiếc áo thánh, chiếc áo công bình để được xứng đáng làm con Đức Chúa Trời. Như lời Chúa nói, nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho kẻ tin danh Ngài. Và đó là chúng ta được thánh trong cái địa vị xưng thánh là bởi ân điển của Chúa, bởi sự cứu chuộc của Chúa Giêsu, bởi sự đổ huyết của Chúa trên thập tự chuộc tội chúng ta mà chúng ta được thánh. Và chúng ta không phải là xứng đáng thánh, mà chúng ta hãy nhớ ơn Chúa, chúng ta thánh là nhờ ân điển của Chúa, nhờ huyết Chúa Giêsu. Và bây giờ chúng ta đang sống trong một đời sống để chuẩn bị vào nước thánh, là nước Đức Chúa Trời, là nước thiên đàng, thì người con cái của Chúa bước đi trong đời sống nên thánh thực nghiệm, có nghĩa là phải trải qua một những cái đời, cái việc làm, cái hành động, cái đời sống phải có một kinh nghiệm sống thánh sạch ở trong Chúa và vâng theo lời của Chúa dạy, và có một đời sống đức tin mạnh mẽ, sốt sắng hết lòng nhờ Đức Thánh Linh biến đổi cuộc đời của chúng ta nên thánh mỗi ngày. Chúa Thánh Linh đã tái sanh cuộc đời này được thánh, thì Ngài sẽ làm cho càng ngày được nên thánh hơn, trọn vẹn hơn cho đến ngày gặp Chúa. Đó là mục đích Đức Chúa Trời muốn cứu chúng ta. Và trong khi hội thánh là cô dâu của Chúa, thì chúng ta sống trên đời này, trong Kinh Thánh mô tả điều gì? Ông Salomon, ông ca ngợi người vợ của ông là có những cái vẻ đẹp quý trọng, là nào là mắt, môi, miệng, thân thể, tóc, vân vân. Như đó cũng giống như người ca ngợi về những cái người con cái của Chúa phải có những dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ điều gì vì sự vinh hiển Chúa mà làm. Là chúng ta phải nhớ như vậy.
Bây giờ ông tiếp tục ca ngợi cái người người vợ của ông là gì? Em gái ta tân phụ ta là vườn đóng kín là nguồn nước khóa lại và suối niên phong. Tức là ông nói cuộc đời của người vợ của ông là một trinh nữ mà ông kết hôn. Ông có nhiều người phụ nữ chung quanh ông, nhưng mà có thể có những người trinh khiết mà có những người không không trinh khiết. Nhưng mà cái điều quý trọng của một phụ nữ là một trinh tiết của người phụ nữ. Cho nên khi đám cưới thì người đàn ông họ luôn luôn muốn kết hôn với những người chưa có chồng hoặc là chưa có một cái sự tình dục trước hôn nhân. Thì ở đây ông cũng khen ngợi người vợ của ông giống như một cái vườn đóng kín, một nguồn nước khóa lại, một suối niên phong. Tức là nói về đời sống của một người phụ nữ có cái đời sống gọi là kín cổng cao tường. Và chúng ta nhớ chữ Việt Nam mình hay nói là ví vợ mình giống như vườn đóng kín, là một trinh nữ, một như là bể kho, là một cái vườn mà có cái hàng rào che lại, không có bị xâm nhập bởi kẻ thù hay bởi những cái con trồn hay bởi những cái vật khác. Ý nói là cuộc đời của vợ ông cho mình tinh trắng trong sạch và như nguồn nước khóa lại suối niên phong, tức là giữ lại cho tinh khiết và không có để có cái sự phạm tội ở trong tình dục trước khi có chồng. Đó là giá trị cao của người phụ nữ. Ở đây chúng ta thấy ý muốn nói điều gì ở đây? Người con của Chúa, tức là hội thánh của Chúa hay là một cơ đốc nhân thuộc về Chúa, thì chúng ta đã có một cái đấng chủ tể cuộc đời của mình. Kinh Thánh đó, cho chúng ta biết Đức Chúa Trời nói dân Israel, Ngài là chồng của dân sự Israel, có nghĩa là Ngài cũng đã chuộc họ, cứu họ ra khỏi nô lệ Ai Cập để họ làm con Chúa, và Ngài là đấng mà chủ tể trên cuộc đời của họ, giống như người chồng có quyền trên người vợ vậy đó, chợ hướng dẫn và bảo vệ chăm sóc người vợ. Thì Chúa trong Kinh Thánh nói Ngài là đầu của hội thánh và Ngài cũng là chủ, là Chúa của chúng ta, chủ Chúa của hội thánh và chồng của hội thánh. Hội thánh là cô dâu mà phải có một đời sống tinh khiết để chuẩn bị cho gặp Chúa. Bởi vì một cuộc đời mà chúng ta thấy giống như một cái vườn mà có cái sự mà bao bọc xung quanh, có những cái hàng rào thì nó sẽ giữ khỏi những cái con trồn, gọi khỏi những cái con vật đến phá phá cái vườn đó. Cuộc đời chúng ta, mỗi chúng ta là Chúa nói rằng chúng ta cũng phải biết giữ gìn đời sống của mình để tránh khỏi những cái sự ham mến của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì trong Kinh Thánh Chúa nói rằng, Chúa nói thân thể anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19, anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Như vậy thì Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta, và chúng ta không thuộc về chính mình nữa, mà chúng ta đang thuộc về Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta là con của Chúa và chúng ta đã tin Chúa thì Chúa tiếp nhận chúng ta làm con Ngài, và Chúa là cha của chúng ta. Ngài ban Đức Thánh Linh ở trong lòng để giữ cuộc đời chúng ta nên thánh, để thay đổi cuộc đời chúng ta mỗi ngày bước đi trong sự nên thánh. Cho nên Kinh Thánh nói nữa rằng, vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Có nghĩa là chúng ta được mua bằng huyết của Chúa Giêsu là một giá rất cao. Không phải chúng ta được cứu là nhờ vàng bạc, nhưng mà chúng ta nhờ huyết của chiên con. Cho nên đây là một giá chuộc rất cao mà Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời từ trời phải giáng thế đổ huyết để cứu chúng ta. Vì vậy, thân thể chúng ta là đền thờ Chúa rồi, thì chúng ta phải lấy cái thân thể này để làm sáng danh Chúa. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta như vậy. Cho nên ở đây, khi chúng ta học thì chúng ta thấy rằng trong Kinh Thánh dạy cho chúng ta về những cái điều và lời của Chúa, để hiểu rằng cuộc đời mình phải khôn ngoan, phải hiểu rằng chúng ta cũng như những người trinh nữ thánh sạch, giữ khỏi những cái điều của thế gian cám dỗ để chúng ta không có bị hư mất và chúng ta không có bị phạm tội. Con đường theo Chúa là con đường hẹp, nó có những cái điều mà chúng ta phải chọn, tức là Chúa muốn chúng ta ai đi trong đường hẹp thì dẫn đến sự sống, và đi trong đường rộng thì khoảng thoát dẫn đến sự chết. Thì con đường hẹp tức là con đường nhiều khi chúng ta đi chúng ta cũng phải bằng lòng theo Chúa thì vác thập tự giá theo Chúa và chịu khổ
phải chịu những cái điều bắt bớ, người ta chê cười chống đối. Rồi nhiều khi chúng ta cũng gặp thử thách chứ, nhiều khi chúng ta cũng phải thấy rằng Chủ nhật thì người ta đi chơi, nhưng mà Chủ nhật thì tôi phải dành thời gian để thờ Chúa, tôi phải sống trong một cái kỷ luật để tôi tìm kiếm Chúa và tôi được phước hạnh. Rồi ví dụ ngày xưa tôi thích nhậu nhẹt say sưa, bây giờ tôi tin Chúa thì tôi phải từ bỏ tất cả những cái điều của thế gian, không bài bạc, không say sưa, không nhậu nhẹt, rồi không chửi rủa. Thấy không? Hồi xưa môi miệng mình có thể nói bất cứ điều gì cũng được hết, không sợ ai phạt hết. Nhưng bây giờ mình có Chúa rồi thì Chúa biểu rằng phải bỏ những sự cay đắng, buồn bực, giận tức mình, kêu rên, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Thấy không? Là bỏ hết những cái điều mà xấu đó để ở và hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Như vậy thì cái cuộc đời mà bây giờ có Chúa rồi thì nó hoàn toàn khác, giống như một cái vườn nó được đóng kín, được giữ lại trong cái sự biệt riêng cho Chúa, và không có sống theo ý của mình nữa, không có tự do theo ý thích của mình, không nói những cái lời theo ý của mình, nhưng nói theo lời của Chúa. Đi đâu làm gì mình cũng cầu nguyện, xin Chúa chỉ dạy con, xin Chúa hướng dẫn con và xin Chúa giúp con để con làm theo ý của Chúa, làm vinh hiển danh của Chúa. Cho nên ông Phaolô cũng nói là mặc dầu anh em dù ăn dù uống dù làm bất cứ sự gì cũng vì sự vinh hiển Chúa mà làm. Rồi những cái gì mà Kinh Thánh nói xác thịt chắc thì mình phải bỏ, phải không? Xác thịt là có gian dâm ô uế luân tuồng thờ hình tượng phù phép thù oán tranh đấu gan ghét buồn giận cãi lẫy bất bình bè đảng ganh gỗ say sưa mê uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng Đức Chúa Trời. Vậy muốn được ở trong nước của Chúa thì phải đóng đinh cái bản ngã xác thịt, tình dục dâm dục, những cái điều xấu của mình nơi thập tự Chúa, để Chúa Thánh Linh thay đổi một con người mới. Hôm nay chúng ta sống không phải chúng ta sống nữa, mà Đấng Christ sống trong chúng ta. Ngài sẽ cho cuộc đời chúng ta có một đời sống mới hoàn toàn, đời sống biệt riêng cho Chúa, như cái vườn mà niêm phong lại, như là có cái suối nước, có nghĩa là có một cái sự sống của Chúa mà niêm phong lại, có nghĩa là dành cuộc đời này dâng cho Chúa, dâng thân thể linh hồn mình làm của lễ sống và thánh. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của Đức, của chúng ta, của đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đừng làm theo đời này, nhưng biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Chúa muốn chúng ta phải dâng dâng cái đời sống thánh, đời sống thật sự yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết trí sức của mình, để rồi Chúa sẽ ngự trị và làm cho cuộc đời chúng ta được phước hạnh. Cho nên cơ gốc mà chúng ta thấy Chúa nói rằng nhưng Đấng đã gọi anh em là thánh thì cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình đó. Cho nên cuộc đời mà được biệt riêng giống là cô dâu tinh khiết vậy đó, cho chồng thì chúng ta biệt riêng cho Chúa, cuộc đời này nó cũng phải thánh trong mọi cách ăn, cách đi, cách đứng, cách nói, cách làm của chúng ta. Và hãy nên thánh vì Chúa chúng ta là thánh, vì Chúa nói không thánh thì không thể thấy được Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta hãy biết cuộc đời chúng ta có một cái giá trị rất cao, được Chúa mua chuộc, được Chúa cứu rỗi bằng huyết Chúa Giêsu, huyết thánh, thì cuộc đời này thuộc về Chúa rồi, thì hãy dâng cho Chúa và yêu mến Chúa và giữ một đời sống thánh sạch trọn vẹn cho đến ngày gặp Chúa. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật thế gian. Chúng ta thấy không, yêu thế gian là nhiều người á, mình thờ Chúa nhưng mà mình cũng còn muốn ham đến thế gian. Cái đó Chúa không muốn, Chúa muốn ta một đường, không có đi dạy hai bên, giống như dân sơ gia ai ngày xưa, một nửa thờ Chúa, một nửa thờ thần tượng ba anh. Ông Eli ông nói đi dẹo hai bên đó, chúng ta đi một đường thôi, một đường thờ Chúa thôi, hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết tín sức cho mấy ngài, thì Chúa sẽ chúc phước cho cuộc đời chúng ta. Đó là cái điều thứ nhất của một hội thánh là cô dâu của Chúa, cần có sự kính sợ Chúa, sống thánh sạch, trung tín với Chúa, bị dâng cuộc đời thánh cho Chúa, biệt riêng cho Chúa. Cho nên khi chúng ta làm gì chúng ta hãy nhớ rằng tất cả những điều tôi làm, tôi nói, tôi suy nghĩ đều vì sự vinh hiển Chúa, vì sự thánh khiết của Ngài mà tôi làm. Cảm ơn Chúa. Rồi cuộc đời của những người con cái Chúa, hội thánh của Chúa tỏa ra những cái sự đẹp đẽ, tỏa ra như một cái vườn yêu thích, tỏa ra những cái mùi thơm, tỏa ra những cái bông trái như vườn yêu thích. Thì chúng ta thấy ở đây nói gì? Ông Solomon ở mô tả người vợ của ông giống như một cái vườn điệu đà, hay là có một cái
cái vườn mà có nhiều cái loại cây ăn trái đẹp ở trong đó, và thức ăn ngon mà mùi thơm nữa, có ích lợi nữa. Ý ông nói về cái tính tình, cái nhân hậu, cái sự của đẹp đẽ của người vợ của ông, cả về cái tư cách, cả đến cái con người đã đẹp. Ông đã mô tả hôm trước phải không, về cái hình dáng của người nữ vợ của ông, và ông cũng bây giờ mô tả về cái tính tình, cái đạo đức hạnh của người vợ của ông. Ở đây cũng nói về đời sống của con cái Chúa là phải có những cái đức hạnh, giống như cái vườn yêu thích của Chúa, mà Chúa là đấng ban phước. Bây giờ chúng ta có cái vườn, chúng ta trồng nhiều cây ăn trái hấp dẫn, duyên dáng thì tự nhiên là thích, ai cũng thèm muốn hết. Người nữ và quý phái nhiều khi người ta nói cái nét cho đánh chết cái đẹp, phải không quý vị? Nhiều khi cái đẹp nó cũng là có yêu thích, nhưng mà cái nét của con người, cái đức hạnh của con người, đó là cái điều quan trọng. Cho nên nhiều khi mình thấy những người phụ nữ họ không đẹp, nhưng mà chồng họ yêu thương họ. Bởi vì sao? Họ có cái nét nó đẹp. Mà cái nét đẹp đó nó ở đâu? Cái nét đẹp đó nó ở trong Chúa. Bởi vì Chúa nói rằng người nữ tài đức là người kính sợ Chúa. Cái người mà quý trọng của Chúa đó là người mà kính sợ Chúa, giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc, trong ngôn đoạn 31 câu 10. Và duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi, trong ngôn đoạn 31 câu 10, 30. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người phụ nữ của Chúa, những người đàn ông của Chúa, là những người kính sợ Chúa, là những người tài đức. Trong Kinh Thánh cũng có những người đàn ông tài đức, cũng có những người phụ nữ tài đức, và những người đó được khen ngợi, được Chúa ban phước. Tài đức ở đây là đó là người đó có lòng kính sợ Chúa, tức là người mà yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, làm theo lời Chúa, thì sẽ khiến cho chúng ta được phước, mà con cháu mình cũng được phước, và cả dòng dõi được phước, mà cả những người xung quanh họ được phước, phải không? Ở trong Kinh Thánh Chúa nói trong Thi Thiên, phải không? Tôi đọc đây quý vị sẽ thấy nè, một người kính sợ Chúa rất là quan trọng, bởi vì có người đó đem cả cuộc đời mình được phước, Chúa ban phước, mà còn cho cả gia đình và dòng dõi những người xung quanh được phước. Chúng ta thấy như vậy, như thế nào? Ở đây trong Kinh Thánh nè, Chúa nói gì? Trong Thi Thiên 128, phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, tức là kính mến Chúa và làm theo điều răn, điều dạy dỗ của Chúa, thì là gì? Vì người sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi, hay là vợ họ không có đi lang thang ở ngoài đâu, vợ nó sẽ sống trong nhà với chồng chung thủy, phải không? Vợ chồng hạnh phúc sẽ như cây nho thạnh mậu. Cây nho mà nó thạnh mậu, nó sinh ra bông trái, nó trái nhiều á. Con cái người ở chung quanh bàn người khác nào những chồi olive, tức là con cái con cháu xung về. Rồi kia, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Không có gì sung sướng khi chúng ta ngồi ăn, phải không? Chúng ta thấy có chồng, có vợ, có con cái ngồi chung quanh bàn, đó là điều chúng ta vui lòng vì phước hạnh. Nhiều khi á, người giàu không, họ có tiền có của thì ăn ngon, nhưng mà họ không có hạnh phúc, không? Vì họ không có Chúa. Còn những người nghèo, nhiều khi họ không có tiền của nhiều, họ ăn cơm nước mắm hay là ăn cơm với rau đạm bạc, nhưng mà vợ chồng con cái đầm ấm yêu thương nhau, đó là cái hạnh phúc mà Chúa cho, bởi vì kính sợ Chúa, Chúa ở giữa gia đình. Và nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi, nguyện trọn đời mình ngươi được phước, thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. Đó, tức là người đó được phước từ Chúa chúc phước. Si-ôn là cái nơi thánh của Chúa đó, Chúa ngự. Còn từ Giê-ru-sa-lem là cái nơi mà cái đền thờ có Chúa, phải không? Rồi nguyện gì nữa? Được thấy, ngươi được thấy con cháu của mình, thấy không? Được thấy con cháu dòng dõi mình luôn. Rồi nguyện sự bình an giáng sang Giê-ru-sa-lem. Có nghĩa là một người kính sợ Chúa, đàn ông hay phụ nữ chị cũng vậy, Chúa chúc phước cho chính họ, gia đình được phước, con cháu được phước, dòng dõi được phước, và Israel là nó cả cái dân tộc được phước luôn. Cái hội thánh là cái nơi mà đền thờ Israel, phải không? Là có đền thờ nơi Chúa ngự, cả mọi người cũng được phước luôn. Cho nên cuộc đời của những người con cái Chúa là những cô, là cô dâu của hội thánh đó, là hội thánh là cô dâu á, thì kính sợ Chúa, sống theo đường lối của Chúa, thì chính họ được phước, cả mọi người được phước. Bây giờ mô tả là hội thánh giống như một cái vườn yêu thích,
À, bây giờ mình coi anh Solomon ông mô tả người nữ vợ của ông giống như có những cái cây gì ăn trái và trong cái vườn và vườn địa đàng, có nghĩa địa đàng là cái vườn mà gọi là cái vườn gọi giống như mình nói là thiên đàng, hay là mình nói cái vườn gọi là yêu thích, cái vườn mà gọi là ví dụ như tiếng Việt Nam mình thì nói là paradise phải không, nhưng mà ở đây nói là cái vườn địa đàng giống như một cái vườn cây mà nó tỏa ra cái sự đẹp đẽ, cái sự sung túc ở trong đó, sự phước hạnh ở trong đó. Mà cái vườn địa đàng này á, chúng ta nhớ rằng ngày xưa ở trong vườn Ê-đen, ha, vườn Ê-đen thì Chúa đã tạo một cái vườn Ê-đen có Adam Eva ở, và tại đó có gì quý vị? Tại đó Chúa ban cho con người có một cái cuộc sống hạnh phúc là có hai vợ chồng, và được Chúa tạo dựng lên những cái thức ăn ở trong đó cho họ, tức là có nhiều cây ăn trái. À, Kinh Thánh nói gì ở đây tôi đọc để quý vị thấy, nếu chúng ta có Kinh Thánh dở ra sáng thế ký đoạn 2 câu 8 nói gì: đoạn Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đan ở về phía đông và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó, ha, đó là cái vườn đó gọi là cái vườn địa đàng đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đạch mắt, trái thì ăn ngon, giữa vườn là có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Tức là Chúa làm rất là nhiều loại cây hoa đẹp ở trong vườn, và con người sống ở trong cái sự sung túc hưởng thụ và tất cả những điều Chúa dựng nên. Nhưng mà cây sự sống thì có, và cây biết điều thiện điều ác cũng có luôn. Nhưng mà Chúa nói rằng, Chúa nói gì? Chúa cho ăn hết tất cả những cây đó, và Chúa nói rằng ngoài trừ cái cây mà không được ăn là cây điều thiện điều ác. Dưa ba Đức Chúa Trời bằng đem người vào cảnh vườn ấy đen để trồng và giữ vườn. Tức là họ chỉ trồng và giữ vườn, họ chỉ hưởng thụ cho họ không cần phải đi lao động nữa phải không? Họ chỉ cần là chăm sóc thôi. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa cả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Chúa cho ăn hết tất cả mọi cây ngon ở trong vườn, nhưng cây giữa vườn biết điều thiện điều ác là Chúa để Chúa thử, Chúa cho con người tự do lựa chọn vâng lời Chúa. Nhưng mà Chúa cũng thử cái đức tin, cái lòng con người có vâng lời Chúa không, và không cho ăn cây điều thiện điều ác vì ăn sẽ chết, đó là mạng lệnh. Nhưng mà Adam Eva đã vấp phạm, không có tin cậy Chúa, nghe lời của ma quỷ nhập vào con rắn dụ dỗ ăn cái trái cấm là biết điều thiện điều ác đó, và trở thành phạm tội lõa lồ, và từ đó cả hai người phải đi vào sự đau khổ, bị Chúa đuổi ra khỏi vườn, và con người phải bắt đầu làm lụng cực khổ nè, rồi con người phải sống ngắn ngày, không có sống lâu nữa, đau ốm bệnh tật rồi cuối cùng cũng chết, rồi cả nhân loại đều phải sinh ra cũng ở trong sự chết. Bởi vì sao? Là sống thể xác phải đau khổ lao lực lao tâm rồi bệnh hoạn chết, rồi chết đi linh hồn là ở trong địa ngục nữa. À, chúng ta thấy không? Rồi mai mốt mà Chúa đến thì cả hồn cả xác cũng bị quăng và có sống lại cũng vô địa ngục luôn. Như vậy thì mình thấy là con người đi đến sự hư mất đời đời sau khi mà họ phạm tội, họ mất đi cái chỗ cái vườn địa đàng đó. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng thương chúng ta, Ngài không muốn con người ở trong sự hình phạt đó. Cho nên Đức Chúa Trời đã ban một cái lời hứa rằng Ngài phạt, Ngài nói rằng Ngài sẽ phạt cái con rắn đó. Thấy không? Cái con rắn nó bị rủa xả, nó ăn bụi đất trọn đời vì nó thuộc về ma quỷ đó ở trong nó. Nhưng mà cái người con rắn đó nó sẽ bị tiêu diệt, tức là ma quỷ nó sẽ tiêu diệt. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau, và người sẽ giày đạp đầu mày cùng mày sẽ cắn gấu chân người. Là Chúa Giêsu đấng cứu thế sẽ giáng sinh qua người nữ là Mary để mà cứu thế giới này, để giày đạp con rắn là ma quỷ, để tiêu diệt sự chết, để cứu chúng ta, để đem chúng ta được trở lại làm con Đức Chúa Trời. Và mai mốt đây Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta thấy trong Khải Huyền nói lại có cái vườn địa đàng trở lại. À, cái vườn địa đàng này Chúa ban cho. Hôm đó thì trước đó Chúa cắt đi, khi Chúa đuổi Adam Eva ra khỏi vườn, Chúa cắt cái vườn đó. Bây giờ không ai biết cái vườn Eden nó ở đâu, cái vườn địa đàng nó ở đâu, Chúa cắt rồi. Nhưng mà hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được ở với Chúa khi Chúa Xu tái lâm, thì trong Khải Huyền đoạn 22 có nói rõ rằng là chúng ta sẽ được ở trong một cái vườn có sông nước sự sống, giống như vườn Ê-đen hồi đó nó có con sông chảy ra khắp, có một con sông chính ở trong vườn Ê-đen, và con sông đó nó chảy ra bốn ngã ở trên thế giới này, và con sông đó
là muôn sông chính của vườn Ê-đen nó đã phát xuất từ cái vườn địa đàng đó và trải ra khắp nơi. Và nó ở trong vườn nó có cái gì? Nó có vàng, nó có nhũ hương, nó có bích ngọc, nó có những cái điều tốt đẹp ở trong vườn đó. Thì ngài Chúa Giêsu tái lâm, Chúa cho chúng ta sẽ ở lại trong cái vườn thiên đàng đó, là cái vườn mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta, và chúng ta chắc chắn ở tại đó khi chúng ta tin Chúa Giêsu là Chúa của mình. Cho đây trong Khải Huyền đoạn 22 nói rằng là thiên sứ chửi cho tôi thêm thấy sông nước sự sống trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chạy ra. Tức là có cái vườn mà có một cái nơi, cái chỗ, một cái thành mà nó có sông nước sự sống, có Chúa ngự trong đó, và giữa phố thành trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa. À, bây giờ cái cây sự sống bắt đầu nó có lại. Hồi đó Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn, không ăn được cái cây sự sống đó vì họ đã phạm tội. Và hôm nay Chúa hứa Chúa sẽ cho chúng ta cái cây sự sống đó lại khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta sống với Chúa trong nước của Chúa, là trong thành Jerusalem mới, trong trời mới đất mới mà Chúa dựng nên đó, và có Chúa cai trị. Và cái cây đó nó trổ ra 12 mùa mà mỗi tháng một lần ra trái, và lá cây đó dùng để chữa lành các dân, và chẳng có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và chiên con sở trong thành, các tôi tớ ngài sẽ hầu hạ ngài, chúng sẽ thấy được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay là ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ trị, sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Có nghĩa là chúng ta sẽ được sống với Chúa mãi mãi, và sẽ được chúc phước, không còn nguyền rủa, không còn đau khổ, không còn chết chóc, bởi vì Chúa lau hết nước mắt của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng chúng ta sẽ được ở gần bên Chúa, Chúa ở giữa chúng ta, Chúa lau hết nước mắt chúng ta, sẽ không có sự chết, không có than khóc, không kêu ca, không đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đó là cái nơi mà chúng ta đang trông mong, và đó là cái vườn, cái nơi thiên đàng mà Chúa dành cho chúng ta. Và nơi đó chúng ta thấy Chúa, gần Chúa mà không có chết, và danh của Chúa còn ghi trên trán của mình nữa, là mình thuộc riêng về Chúa. Nơi đây là có sự sáng, không có ban đêm, chỉ có ban ngày thôi, vì Chúa là ánh sáng, và Chúa cai trị đời đời, và chúng ta sẽ ở với Chúa đời đời. Cảm ơn Chúa. Đây là cái vườn mà Chúa muốn nói, ông Salomon, ông ca ngợi về cái người phụ nữ của ông sẽ đến ở trong một cái vườn, giống như một cái vườn, mà cái vườn đó là cái vườn mà một đời sống giống như tỏa ra những mùi hương của Chúa và ngọt ngào của Chúa. Cuộc đời chúng ta chết mất, không tội lỗi, không có sự sống, không có mùi hương thơm, không có cái quả bông trái gì hết. Nhưng chúng ta có sự sống, chúng ta được cứu bởi vì chúng ta tin nhận Chúa Giêsu cứu Chúa mình. Nó tỏa ra những cái mùi hương thơm, nó tỏa ra những cái mùi, cái điều phước hạnh cho những người xung quanh. Bây giờ chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả gì? Nói rằng em gái ta tăng phụ ta là vườn đóng kín, bây giờ nguồn nước khóa lại và suối niêm phong, là đã khi nào chúng ta đã diễn tả là đời sống biệt riêng cho Chúa rồi. Thì bây giờ đời sống này có Chúa cai trị thì nó sẽ tỏa ra cái gì? Đám cây mình là vườn địa đàng, có thạch lựu và trái ngon. Thạch lựu là gì? Thạch lựu á, tức là cái cây gọi là cái cây lựu mà chúng ta hay ăn, có cái trái hột là cho nhỏ nhỏ mà tí đỏ hồng hồng á, là một cái mùi thơm mà có cái màu hồng hồng đỏ đỏ, diễn tả sự mềm dịu duyên dáng, ngon trái và có màu đỏ hồng. Chúng ta đây cũng nói về giống như cái màu huyết của Chúa Giêsu. Cuộc đời của chúng ta có ấn chứng là được mua chuộc bằng huyết Chúa Giêsu, ấn chứng huyết chiên con ở trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta trở thành sạch sẽ, trở thành nên tánh, trở thành có một cái mùi thơm và có cái trái ngon. Bởi vì khi chúng ta tin Chúa thì huyết Chúa chảy vào lòng chúng ta, tựa chảy về cái tâm trí, cái môi miệng của chúng ta, rửa sạch hết những dơ bẩn tội lỗi, và con người chúng ta hôm nay là người mới. Vì Chúa nói rằng vậy, như ai ở trong Đấng Christ thì những sự cũ đều qua đi và mọi sự trở nên mới, vì Chúa Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, và Thánh Linh Chúa sẽ ban cho những cái bông, cái trái của Thánh Linh. Đó là đời sống có trái Thánh Linh là có những điều gì? Nhưng trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục,
nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, chín điều của trái thánh linh ở trong cuộc đời chúng ta. Galati đoạn 5 câu 22. Thế cho những cái trái của xác thịt, cảm ơn Chúa, đây là đời sống kết quả, đời sống được phước. Rồi, tỏ ra cái điều gì nữa quý vị? Chúng ta thấy khi chúng ta có thánh linh thì cuộc đời chúng ta có tình yêu, phải không? Chúng ta phải yêu những người xung quanh, chúng ta có sự vui mừng, chúng ta không có phải lúc nào cũng than phiền, than thân trách phận nữa. Rồi chúng ta thấy bình an, dù nghịch cảnh, dù thuận cảnh, chúng ta đều vui mừng, bình an, nhịn nhục được những cái người mà họ đối với mình không tốt, mình không có thể mà trả thù được nữa, bởi vì mình đã tha thứ, đã yêu thương rồi, có trái yêu thương rồi, mình phải nhịn nhục, nhân từ đối với những người mà họ không có xứng đáng hay là họ không tốt với mình, và tha thứ cho mọi người. Rồi hiền lành, mềm mại, nhu mì, tiết độ, không có sống một đời sống buông thả nữa, và có cái lòng mềm mại, ăn nói dịu dàng, và đối xử với mọi người cũng dịu dàng, mềm mại. Cảm ơn Chúa. Đó là cái những cái trái ngon ở trong đời sống của chúng ta. Rồi gì nữa? Giống như cây hoa phụng tiên và cây tam tòng. Hoa phụng tiên là nó có màu trắng, hoa phụng tiên cũng là cái cây giống như hoa lan vậy đó. Ý nói là đời sống trong sạch, tinh sạch. Chúng ta thấy cái cây hoa lan á, nó sống á, nó ít nước nhưng mà nó sống dài, và hoa lan nó tỏa ra cái mùi thơm nữa. Không? Chúng ta thấy cuộc đời có Chúa là tỏa ra hương thơm danh của Chúa, vì sự nhận biết Chúa ở khắp mọi nơi. Cho nên khi người ta thấy người tin Chúa là người ta làm thế nào để chúng ta là một cái vườn mà tỏa ra những cái trái ngọt ngào của Thánh Linh, và tỏa ra cái mùi hương thơm để người ta biết, ô anh chị đó là người có Chúa, có tình yêu, có sự nhân từ, có sự tha thứ, và có sự vui mừng, đem cho tôi cái sự phước hạnh, tỏa ra cái mùi hơ thương và nhận biết Chúa. Cảm ơn Chúa. Rồi gì nữa? Cây cam tàm. Cây cam tàm là cây gì? Cây cam tàm là một cái cây dầu thơm, nó một loại cây Ấn Độ, nó có giá trị cao. Như bà Mary, phải không? Bà dâng cho Chúa cái chai dầu cam tàm, là giá trị là bà có chai dầu đó gần một năm tiền lương một cái của hồng môn của người phụ nữ lấy chồng, rất là cao. Nhưng mà bà bằng lòng dâng cho Chúa, đập bể cái chai dầu đó ra, bà sức và trên đầu Chúa, và bà đổ dưới chân Chúa, rồi bà lấy tóc bà lau chân của Chúa. Ở đây nói về cuộc đời có Chúa là tỏ ra mùi hương thơm, mà dâng hết cho Chúa những cái gì quý nhất cuộc đời mình, không tiếc rẻ, không có một có sự gì phải lo lắng, mà biết dâng làm vinh hiển Chúa cả cuộc đời mình, hạ mình xuống để dâng cho Chúa sự vinh hiển cho Ngài, tỏ ra cái mùi thơm về yêu mến Chúa cho mọi người biết, và để họ tôn thờ Chúa, và tỏ ra cái mùi thơm mình giảng tin lành cho mọi người biết Chúa, để họ hầu họ được trở nên con của Chúa. Rồi gì nữa? Cây tam tòng và hồng hoang, sương bồ và mừng nhục quế. Bây giờ trong cái vườn đó còn có cái chai tam tòng, rồi thì bây giờ tới cái cây gì nữa là hồng hoang. Hồng hoa là nói về một cái loại hoa mà hoa nhung á, màu hồng, nó là hay người ta gọi là saffron, tức là bây giờ cũng có nhiều người họ họ dùng cái nhụy hoa của cái cây saffron để họ uống đó quý vị, họ uống để mà cho bổ hoa, nó có cái giá trị cũng chữa bệnh nữa. Ở đây là những cái điều cần để cho con người cả tâm linh và đem đến cái sự chữa lành. Và cái cây sương bồ, sương bồ là giống như cái cây mía ngọt, và cái cây mà nhục quế là tức là cái quế mà mình hay ăn đó, là nó cũng là vị thuốc để chữa lành. Rồi có gì nữa? Có mọi cây có mùi thơm, tức là những cái chất liệu để mà chế ra những cái mùi thơm ngọt ngào. Người ta xức dầu thơm, người ta lấy từ những cái cây có cái mùi thơm. Như vậy thì mình thấy rằng cuộc đời của mỗi người tin Chúa nó có nhiều cái bông hoa, có nhiều cái mùi thơm, nó có một cái ý nghĩa, và nó đem đến sự chữa lành cho những người xung quanh nữa. Chúa chữa lành cho mình trước, về tâm linh thể xác được chữa lành. Chúa nói rằng ai tin Chúa thì bởi sự sửa phạt Chúa chịu chúng con bình an, bởi lòng qua Chúa chịu chúng con được lành bệnh. Chúa chữa tâm linh, Chúa chữa thể xác, nhưng mà Chúa cũng dùng mình để đem cái tình yêu của Chúa đến chữa, giúp đỡ, chữa lành cho người khác nữa. Ví dụ như là mình thấy ở đây có gì? Cây mục dược, cây lư hội và các hương liệu có danh. Là mục dược là một trong những cái thứ mà bác sĩ đã đem dâng cho Chúa ở trong lúc mà Chúa Giêsu giáng sinh, là nhũ hương, mục dược, vàng, những cái vật liệu rất là quý giá để mà dâng cho Chúa. Mục dược là nói về sự đau khổ,
và sự hy sinh của Chúa, và nhũ hương nói về sự vinh hiển, sự thơm tho, sự ngọt ngào, tình yêu của Chúa, sự bình an của Chúa và sự chữa lành của Chúa. Nhưng mà một dược cũng là cái thứ để chữa lành nữa. Và chúng ta thấy vàng là nói về sự vinh hiển cao trọng của Chúa là vua. Ở đây nói cuộc đời của những người tin Chúa cũng cần được sự, nhiều khi cũng trải qua những một dược, đau khổ, thử thách, nhưng hy sinh nữa cho Chúa nữa, nhưng mà được Chúa ban phước và sẽ trở thành ích lợi. Chúng ta nhớ ông Nicodem, ông đem 100 cân một dược hòa với lư hội. Lư hội ở đây có nghĩa là cho cây aloe vera, cho cây nha đam đó, là cũng một cái cây chữa lành, người ta dùng để làm sắc đẹp, dịp da hay chữa lành da. Người ông đem ông hòa với lư hội và một dược để ông xuất sát Chúa Giêsu ở trong văn đoạn 19 câu 39. Tại vì sao? Vì lúc đó thân Chúa bị đánh đập bầm dập, cho nên cần có những cái thuốc để mà bó thương vết lại lành trước khi cho. Chúng ta hiểu rằng, để chúng ta nhớ rằng, chúng ta phải nhớ ơn cứu chuộc của Chúa hy sinh cho chúng ta, đau đớn cho cha vì chúng ta thế nào, để rồi chúng ta cũng bằng lòng bước đi theo Chúa và chịu khổ vì danh của Chúa. Cuộc đời của những người cơ đốc nhân có những ngày phước hạnh, nhưng mà có những ngày cũng gặp những cái sự thử thách giống như phong ba bão táp đến. Nhưng mà Chúa hứa rằng ta đây đừng sợ, hãy yên lòng, ta đây đừng sợ, bởi vì Chúa nói Chúa ở cùng chúng ta, cứ ngươi đừng sợ vì ta đã thắng thế gian rồi. Khi mà môn đồ gặp bão thì Chúa Giêsu không có bỏ họ một mình, Chúa Giêsu đi với họ, Chúa đến trong ban đêm, Chúa đi trên biển và Chúa đi tới, Chúa bước vào thuyền thì cái thuyền đó để trở thành bình an. Chúng ta theo Chúa cũng sẽ gặp những cái sự thử thách, nhiều khi cũng gặp những bột dược cay đắng, nhưng mà chúng ta hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn ở với chúng ta và không bao giờ bỏ chúng ta. Chúa nói rằng ví bằng anh em vì cớ đấng Christ chịu sỉ nhục, thế nên có phước vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đạo trong anh em. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có gặp thử thách thì Thánh Linh đầy dạy chúng ta càng hơn. Và Đức Chúa Giêsu ngày hứa rằng có cứ đừng sợ vì ta đã thắng thế gian rồi. Chúa sẽ chiến thắng cho chúng ta. Vì đón ở trong chúng ta là Chúa Giêsu lớn hơn kẻ trong thế gian là ma quỷ. Cho nên Chúa nói trong cơn giông trung, ngươi kêu cầu ta, ta sẽ bằng, ta sẽ giải cứu ngươi, ngợi khen ta. Trong cơn giông trung chúng ta hãy đến, hãy cầu nguyện, hãy kêu cầu danh Chúa thì Chúa sẽ giải cứu. Và ngày nào tôi kêu cầu Chúa thì kẻ thù tôi Chúa sẽ thối lại sao? Bởi vì ma quỷ giống như một cái sư tử rống á, nó luôn rình mò, nó luôn muốn cướp giật cơ đốc nhân qua những cái cám dỗ, qua những thử thách. Nhưng mà Chúa nói rằng ngày nào cô kêu cầu Chúa thì kẻ thù chúng ta, ma quỷ nó sẽ thối lui và Chúa sẽ chiến thắng cho chúng ta. Cho nên chúng ta hãy để Chúa đi trước mình, đừng đi trước Chúa. Chúa sẽ dẫn dắt và sẽ bảo vệ, vì Ngài là đấng chăn giữ chúng ta, như một đấng chăn chiên đi trước để dẹp tất cả những kẻ thù, để dắt chúng ta đi theo Ngài, thì chúng ta sẽ bình an. Vì Chúa đã đấng chăn giữ chúng ta sẽ không thiếu thốn gì. Chúng ta tạ ơn Chúa vô cùng. Và Chúa nói gì nữa? Chúa nói, cái cuộc đời của chúng ta là giống như một mạch nước. Mình là mạch nước trong vườn và giếng nước sống và là dòng nước chảy từ Liban. Tức là cuộc đời chúng ta có nước sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Từ lúc nào quý vị? Từ khi chúng ta có Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa nói rằng khi mà chúng ta đến với Chúa, Chúa nói rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Chúa là đấng sống, và cho nên Chúa ban sự sống cho những kẻ tin Chúa. Và khi mà Chúa giảng cho các môn đồ, cho các người dân Do Thái ngày xưa, thì Chúa nói rằng Chúa nói Chúa là nước sống, Chúa là bánh sống, Chúa là nước sống. Ai đến cùng ta thì Chúa nói rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Ở trên thế gian này người ta có bánh, có nước, có uống, có bánh ăn đầy đủ, nhưng mà người ta vẫn đói. Đói là vì họ không tin Chúa, họ sống trong tội lỗi, họ đau khổ và không biết ngày mai đi về đâu. Họ chết thì đi vào trong hồ lửa đời đời và họ rất là sợ hãi. Nhưng chúng ta được có Chúa, bởi vì Chúa nói rằng Chúa là nguồn nước sống. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Tức là mình tin Chúa Giêsu, được Chúa tha tội, mình được Chúa ngự trong lòng, ban cho một cuộc đời sống mới mẻ và được sự sống đời đời.
và Đức Thánh Linh là đấng ngự trong lòng, thì chúng ta sẽ đổ cái sông nước hằng sống của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy cuộc đời mình hôm nay nó khác hoàn toàn khi chúng ta chưa tin Chúa. Nó được vui mừng hạnh phúc và nó có một cái thỏa nguyện, đó là chúng ta đang có Thánh Linh ở trong lòng. Như lời Chúa nói rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Cảm ơn Chúa, Đức Thánh Linh đang sống trong quý vị và tôi. Ngày hôm nay, Ngài đang đổ cái sự sống của Đức Chúa Trời cho chúng ta, đổ sự sống của Chúa Jesus là đấng sống trong đời sống chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sống, không phải chúng ta sống nữa, mà Christ sống trong chúng ta, và Thánh Linh đang làm chúng ta một cuộc đời được vui mừng, bình an, hạnh phúc. Đó là những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta phước hạnh, và cuộc sống này sẽ có cái dòng sông sự sống của Chúa trong lòng. Thì chúng ta hãy đem cái đời sống có sông nước hằng sống của Chúa đó, hãy đi ra để nói về Chúa cho những người chưa tin Chúa, thì họ cũng được cứu như chúng ta, họ có sông nước sống của Chúa, họ được có một đời sống được phước hạnh như chúng ta nữa. Đó là điều Chúa muốn chúng ta. Tóm lại bài học hôm nay, Chúa muốn mỗi cơ đốc nhân, những con cái Chúa trong hội thánh, là cô dâu của Đức Chúa Trời, cô dâu của Đấng Christ chờ Ngài Chúa Giêsu tái lâm, thì chúng ta phải có một đời sống biệt riêng cho Chúa, thánh sạch như một cái vườn đóng kín, đừng để thế gian, ma quỷ, tội lỗi cám dỗ mà chúng ta trở thành bất hiếu, nhưng phải chúng ta phải sống thánh một đời sống, dâng cho Chúa trọn vẹn thân thể mình làm của lễ sống và thánh, và thánh trong mọi cách ăn ở mình để Chúa ban phước, và đời sống này phải tỏa ra những mùi hương của Chúa giống như một cái vườn điệu đàng, và có một cái đời sống hoàn toàn được thay đổi, có trái Thánh Linh trong cuộc đời, để rồi người ta nhìn vào người ta thấy, ô ở đây tôi nhận thấy được có những cái trái yêu thương, trái bình an, trái vui mừng, trái nhịn nhục, trái nhân từ, trái tiết độ, và tôi thấy được những cái điều tốt đẹp trong người đó, là người đó đã được huyết Chúa rửa sạch và người đó đã trở thành một người thánh và đem cho tôi những cái mùi thơm giống như những cây hoa ngọt ngào, tình yêu và có cái sự nhân từ. Và nhiều khi cái cuộc đời này trải qua thử thách giống như những cái một dược đau khổ, nhưng mà thấy người đó họ vẫn bình an vui mừng bởi vì họ có Chúa trong cuộc đời của họ và họ có kêu cầu Chúa giải cứu. Và cuộc đời người này nó có một cái sự sống lạ lùng ở bên trong, là những sông nước hằng sống Chúa ở trong lòng của cái người cơ đốc nhân đó, mà khiến cho người ta thèm khát cái nước sống đó, để rồi họ cũng chạy đến, họ tìm kiếm đến Chúa để họ tin Chúa. Nguyện Chúa sẽ chúc phước cho tôi và quý vị qua lời của Chúa. Chúng ta hãy dâng cuộc đời này cho Chúa, hết lòng, hết linh hồn, hết ý, hết trí, hết sức mà kính mến Ngài, và xin Chúa làm cho con được nên thánh trọn vẹn, được xứng đáng là con của Chúa, có một đời sống như một cái vườn điệu đàng, mà có một đời sống có để những người khác họ nhìn Chúa và họ thấy Chúa ở trong con. Amen. Xin bây giờ chúng ta đến với Chúa, mỗi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa hướng dẫn đời sống chúng ta để chúng ta làm theo lời của Ngài trong tối hôm nay. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa.